Bây giờ mình sẽ đi đổ xăng nha cả nhà. Thì cũng nhân tiện nói tới việc đổ xăng thì cả nhà phải lựa những cái cây xăng mà uy tín nha cả nhà. Thì trước tiên cả nhà xem cái clip mà mình đổ ở những cái cây xăng mà kém uy tín đi. Rồi chưa? Đó, khi mà cả nhà đổ ở những cái cây xăng mà kém uy tín thì nó sẽ bị như vậy đó cả nhà. Thì mình cũng xin nhắc cho cả nhà có hai cây xăng uy tín nhất mà mình biết. Trước tiên đó là Petrolimex, là cây xăng mà thường ở đây mọi người hay kêu là cây xăng của quân đội ấy cả nhà. Nó có hình cái chữ B. Và một cái cây xăng nữa là cây xăng Petimex đó cả nhà. Cây xăng nó có hình con chim, hay một cái hình con chim tên là Petimex. Thì hai cây xăng đó rất là uy tín luôn, cả nhà có thể ghé vào đó và đổ nha. Đây là Petrolimex. Còn ngoài hai cái cây xăng này ra ấy, đa số các cây xăng còn lại đều là kém chất lượng nha cả nhà. Cả nhà ghé vào đổ xăng thì sẽ có cái trường hợp y như mình vậy đó. Nó róc cái máy nghe ghê không? Như là mấy cái máy cày á, cạch. Thật sự là anh đổ đầy giùm em xăng 95. Đó thì thường những cái trường hợp như vậy cả nhà nên tìm những cái cây xăng như thế này, thì dọc đường cũng nhiều lắm cả nhà. Thì mình chắc chắn tìm được cái cây xăng là Petrolimex và cái cây xăng Petimex nha. Petimex thì nó có hình cái con chim ấy cả nhà, còn Petrolimex thì nó có hình cái chữ B. Cả nhà có thể thấy nha, đây cái chữ B nó như thế này đó, đây cả nhà có thể nhìn đây đó. Thì mình hy vọng cả nhà trên đường đi cũng được thuận lợi, bình an, an toàn, đi đến nơi về đến chốn cả nhà. Tránh những cái trường hợp mà đổ nhầm cái xăng giả giống như mình ấy cả nhà, thật sự là không có gì để nói luôn. Cả nhà cảm giác chiếc xe của mình chạy nó nhót cả nhà, nó nhót cực kỳ luôn. Trời ơi, mình lên chiếc xe mình chạy mà nó kêu cạch, thật sự nhót lắm cả nhà. Thì cố gắng nha, mình tìm cây xăng, hai cây xăng uy tín mình vừa để ý cho cả nhà đó. Cả nhà có biết thêm cây xăng nào uy tín hơn á thì có thể là bình luận ở dưới video để cho mình biết ha. Bây giờ mình sẽ xuất phát đi sân bay Tân Sơn Nhất nha. Hiện tại thì mình có cảm giác như là đang ở thiên đường với cả nhà. Wow, mình vừa trải qua một cái cuộc khủng hoảng cả nhà. Đây là cái đường Tân Tạo Chợ Đêm nè, và phía sau lưng của mình là Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh nha. Mình ghé vào đây luôn cả nhà, mình tấp vào đây luôn nè. Tại vì biết sao không? Chào cả nhà. Hôm nay thì mình có một cái chuyến đi Sài Gòn đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón ba của mình về nước ha. Chỉ đơn giản vậy thôi, đi lên thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Tân Sơn Nhất ha. Để chuẩn bị cho một chuyến đi xa an toàn thì trước tiên mình phải kiểm tra lớp nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi là tổng cộng 4 người và chở hàng hóa của ba mình đem về nữa cả nhà. Là có 2 thùng đồ ha và vali này nữa. Thì mình sẽ bơm bánh trước là 230, còn bánh sau là 240. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bơm vào nha. Đây là cái đồng hồ để đo PSI đây cả nhà. Đấy, bên đây là kg trên cm vuông nha. Mà mình thì thường hay bơm bằng cái PSI này. Giờ mình sẽ bơm cố gắng duy trì nó ở mức 35 nha cả nhà, thì nó nằm đâu chừng này. Bây giờ mình sẽ làm một lượt hết cho cả 4 bánh luôn nha cả nhà. Mới có 2 bánh cả nhà coi nè. Tiếp tục 2 bánh còn lại nha cả nhà. Ôi, đi nữa mình phải mua bằng cái bơm bằng điện nha. Cái bơm nó chạy bằng bằng điện nha, 12V ấy. Bơm cho nó khỏe cả nhà. Ôi,
Mệt thật luôn ấy. Ở đây mình cũng có cái máy bơm nè. Đây mình cũng có cái máy bơm hơi đây cả nhà, nhưng mà nãy giờ mình chưa có sạc vô, cho nên mình lấy cái bơm tay này ra mình bơm. Cái này bơm chân chứ nha. Wow. Coi như tập thể dục cả nhà, nhưng mà còn có hai bánh nè, không lẽ giờ mình bỏ lỡ lấy đồ ngày đó hết rồi. Bơm luôn nha cả nhà. Chín thôi cả nhà. Giờ phải bơm nó lên 35 nha. Bánh sau là phải 35, bánh trước 33. Còn 4 cái bánh là đã rồi. Ước mình chăng nè. Thôi ngồi chăng bây giờ. Bây giờ chạy đi tắm cái nha, mình tắm cái cho nó mát rồi mình đi đổ xăng nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ xuất phát đi sân bay Tân Sơn Nhất nha. Hiện tại thì mình có cảm giác y như là đang ở thiên đường với cả nhà. Wow. Mình vừa trải qua một cái cuộc khủng hoảng cả nhà. Đây là cái đường Tân Tạo Chợ Đêm nè, và phía sau lưng của mình là bệnh viện Nhi Đồng thành phố Hồ Chí Minh nha. Mình ghé vào đây luôn cả nhà, mình tấp vào đây luôn nè. Tại vì biết sao không? Mình lên cái đường cao tốc á, mình nghĩ là mình sẽ ghé vào cái chỗ chạm dừng chân trên đường cao tốc á cả nhà, mà mình chạy bị cái chiếc container, hai ba chiếc container á, nó chặn ngang luôn, mình không có qua lề được, thì mình bị bỏ lỡ qua cái chạm dừng chân ha. Cuối cùng là trời ơi trời, nó mất tiểu, chịu không nổi luôn. Mình nhịn, mình đi từ dưới quê lên đây cái chừng 3 tiếng hoặc là 3 tiếng hơn ha, thì trời ơi cả nhà ơi, cảm giác nó khó chịu. Lên tới đây nè, mình mới ghé đây mình xả đây cả nhà đó. Bây giờ thông cảm là cái này là mình đi lậu đi lụi luôn nha. Đó cả nhà coi nè, chịu không nổi. Thì có một lưu ý là để cả nhà không giống mình ha, là trước khi đi là sẽ đi vệ sinh nha cả nhà. Thì mình trước khi đi là cũng đi vệ sinh rồi đó, nhưng mà có chạm dừng chân thì nên ghé vào nha. Nói người ta ghé vào, mình nên đi vệ sinh cho nó xong cả nhà. Cái cảm giác này thì khủng hoảng cực kỳ luôn cả nhà ơi, khó chịu. Bây giờ mình nói xuống đây là mình xả cho xong cho thoải mái, rồi mình phải quay lại một cái mình lưu ý cho cả nhà nha. Đó, thì bây giờ từ chỗ này tới cái chỗ mà mình cần đến là còn khoảng chừng 22-23 cây nữa nha. Thì bây giờ mình lên đường mình tiếp tục đi nha cả nhà, lưu ý nha. Ôi khó chịu lắm cả nhà ơi. Theo như lịch trình thì khoảng 11:20 tối là ba mình sẽ tới nha cả nhà, chuyến bay từ Seoul tới thành phố Hồ Chí Minh. Nãy mình cũng định bay flycam lên mình quay cho cả nhà cùng xem ha, nhưng mà ở đây là khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất đó cả nhà, không có cho bay. Thì thôi cả nhà thông cảm ha, tí ra ngoài kia mình cầm máy mình quay cho cả nhà cùng xem nha. Đây là nhà của cô ba mình ha, ở quận Tân Bình. Đây là đường Nguyễn Văn Vĩnh. Đi chung với mình thì có cậu bảy của mình nè, và anh ba của mình. Cái này canh chay nhưng mà ngon lắm. Ngon lắm. Dạ. Cơm này cả nhà. Cơm với thịt chiên. Cô ba có làm canh cho nó nè. Tương nữa. Thịt chiên á. Dạ với mình nha. Dạ. Có canh nữa nha, canh cái ngọt. Ông anh của mình do là hết cơm nha cả nhà, cho nên là ăn mì tôm, đúng chất mì tôm luôn nè. Rồi có mì với một đống tôm nha, cái này là tôm sú ha, rất là to luôn. Sướng nha, sướng nha. Mình đang ở ga quốc tế đây cả nhà. Thì theo hành trình là 11:30 là ba của mình sẽ đáp chuyến bay nha. Hiện tại giờ mình đang có mặt ở đây là 9 giờ, thì còn 2 tiếng rưỡi nữa mình ở đây mình chờ cả nhà. Ở phía trước mặt của cả nhà là người ta bán đồ ăn đó cả nhà, trong bãi đậu xe đây nè, người ta bán đồ ăn ha. Còn xung quanh là xe đậu nhẹt hết luôn. Mình vô đây là mình mới chạy một vòng luôn cả nhà, thì mới có được cái bãi đậu xe nha. Đấy, chỗ người đậu chặt kín hết trơn rồi. Ba của mình thì bay về khoảng chừng 25 tiếng đồng hồ cả nhà, 25-26 tiếng. Thì đi từ Ra Lầy, Ra Lầy bay qua tới
Atlanta, rồi từ Atlanta mình bay tới Seoul, rồi từ Seoul bay về thành phố Hồ Chí Minh. Đi 3 chuyến bay mới tới được Việt Nam cả nhà. Wow. 20 mấy tiếng đồng hồ ngồi chỗ một. Mình lên đây nè, mình ngồi sớm ha, là hiện tại giờ mình chỉ cần đợi ba mình đến chừng 3 tiếng đồng hồ nữa thôi mà mình thấy ôi trời ơi, thời gian nó lâu. Lâu lắm luôn cả nhà. Mình nôn nha, nhớ ba, đó mình muốn gặp ba. Cho nên đợi được. Chắc ba cũng mang cái tâm lý đó là nôn nhớ Việt Nam ha, muốn về. Thì 20 mấy tiếng đợi được, cái nhà giờ đây vui mà. Ngày nào là chị cũng ở đây phải không? Rồi, ngày thường có xe đông cái này không? Có chứ, đông. Nhưng mà nói chung là ban đêm nó xe đông hơn ban ngày. Ban đêm nó đông hơn ban ngày. Là chị bán đây từ sáng tới tối luôn hả? À, bán chiều tới khuya. À. Chị có bán đoạn thức uống nhưng chị có số thôi. Bữa nay là có phải là ngày đặc biệt đông nhất không hay là đông chứ, hôm qua cũng đông. Hôm qua cũng đông. Ở dưới đây là đón Việt kiều về nước không chị ha? Đúng rồi. Ở Quảng Ngãi đi vô tới Hồ Chí Minh mình là bao xa cậu? 160 cây. 660 cây, gần 700 cây đó cả nhà. Wow, từ Quảng Ngãi vào đây bán cái số nha, mà để con ngoài đó luôn cả nhà. Đây làm nghiệp. Đây là cậu bảy của mình cả nhà, cậu bé ruột của mình luôn. Thì cậu năm nay nhiêu tuổi cậu? 65 rồi. Hồi xưa là cậu làm bên bầu gánh bầu hát cả nhà. Cải lương, ca nhạc. Dạ. Cải lương làm nhiều hơn. Là có cải lương và ca hát luôn cậu ha. Cải lương, ca nhạc, xiếc, ảo thuật nhưng mà hội chợ thì không có làm. Hồi xưa mà mình làm gánh hát á, đoàn hát đồ đó thì cái chuyện mà tâm linh nó nhiều lắm không cậu? Quan trọng lắm chứ cơ, cái đó là quan trọng lắm. Bị tới là phải cúng. Thường thường các cái đoàn hát, gánh hát thì tới cái sân bãi là thường thường đó là cái khu là nghĩa trang, ta dọn dẹp. Làm cái nhà văn hóa. Đó thì cái khu tâm linh thì mình tới phải cúng. Mà cái tâm linh đó là cái điều quan trọng của cái bản chất của con người mình. Mình phải tin. Rồi trong quá trình mình làm gánh hát vậy, mình có gặp cái trường hợp tâm linh nào không cậu? Gặp hoài gì? Cậu nè, cậu thấy ma đè cậu đá còn vết thẹo nè. Trời. Trong nghĩa địa đó, rồi cái giếng nước đó mà ta đào cho mình sinh hoạt đó. Dạ. Múc lên nguyên mấy cái xương, sót đó, xương cái người đó. Nghĩa địa mà làm sao không sót. Mà miền Trung thì đất cát đó, nó dễ lắm, lúng dưới đó cái mà dớt lên tới xương không ai dám tắm nữa. Trời. Mình nói hẳn cái người dân Việt Nam mình sống rất tình cảm. Ba miền Nam Trung Bắc sống tình cảm. Và cái nghệ thuật cái thời điểm đó nó ăn khách lắm. Ta thương, bây giờ thì nó mai một rồi, bây giờ chịu rồi, bây giờ chỉ ta mở cái điện thoại ta muốn kêu rồi ta coi thì nó khác rồi. Nó thậm chí giờ còn nói với con giờ ca nhạc đi tổ chức diễn ta cũng coi. Ta mở cái điện thoại ta coi hết chứ. Hay ta thích ta gọi ta mời tới nhà diễn. Chứ ta không có đứng mà ra ngoài sân bãi nhà vẫn quá mà ngồi coi ít. Nhưng mà cái nghệ thuật nó vẫn là mãi mãi. Nó không theo hình thức này thì nó cũng là hình thức khác rồi ha. Nó ăn khách. Trong chuyến hành trình của cô Bảy đó, hiện tại bây giờ cô Bảy 65 tuổi rồi, thì cô Bảy có rất là nhiều cái câu chuyện, nhiều cái tình huống mà cô Bảy gặp qua. Thì trước tiên hôm nay là mình giới thiệu cậu Bảy đến cả nhà đó. Cả nhà có thấy hứng thú thì để lại bình luận. Mình sẽ hỏi cậu Bảy thêm về những cái trải nghiệm của cậu Bảy, những cái câu chuyện, thậm chí là tâm linh, những thứ mà cậu Bảy hay gặp. Tại đi gánh hát gặp nhiều lắm cả nhà. Cậu Bảy đã có kể cho mình nghe một vài chuyện rồi, mình thấy rất là hứng thú. Thì cả nhà có thích thì để lại bình luận. Mình sẽ hỏi cậu Bảy ở những video sau nha. Wow. Chuyện gấp là đầy đủ vô luôn đó hả? Ở trong đó có cái gì phải không? Phải không? Chả lụa nè, dạ. Giò thủ nè, nem nướng nè, trứng ấp la. Hồi hồi, 20 ngàn nhiều dữ vậy hả? Hai ổ bánh mì, 4 chục. Một ly cà phê nhiêu chị? Đá 20, sữa 25. Đá là 20, sữa 25. Chị làm cho em 2 ly phải đá đi. Quá hấp dẫn. Tổng cộng của em là bao nhiêu ta? Cái lon này bao nhiêu? Em 20 luôn, 100 ngàn. 100 ngàn tròn. Đó, một đống luôn. Một trăm ngàn này mà đi vô trong kia mua được có ổ bánh mì hơn à, ổ 60 ngàn. Bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi cả nhà, thì ba của mình đã đáp xuống sân bay ha, bây giờ chỉ cần làm thủ tục để lấy hàng quá đi ra thôi nha. Sân bay đây cả nhà, rất là thích luôn nha. Người thì đông nghẹt hết luôn.
Bây giờ mình sẽ đi qua phía bên kia nha. Bụng chưa ba, đói bụng chưa? Ừ. Dạ. Đói bụng chưa? Để tôi kiếm cho mày ăn ha. Ba chào, ba chào. Ba chào. Nói dưới ba. Xe mình có thể đẩy đi qua bên kia luôn á. Dạ. Mình lại chỗ cái đường đi, mình đẩy qua luôn. Đó, mình lấy xe ba qua, mình bỏ đồ lên xe chở ba đi ăn nha cả nhà. Cái đường đằng kia dễ đẩy hơn, ở đây mắc cái bực rồi. Đấy, ở đằng kia nó có một cái đường cho mình đi cả nhà. Thường thì mình đi qua đây mình đón ba luôn cũng được nha. Mình đi xe nè, đó mình qua đây mình đậu như thế này để mình đón ba vẫn được nha. Nhưng mà bây giờ mình đi qua mình quay á cả nhà, thì mình đi như thế này mới thoải mái nha. Mình đậu xe vào thì một chút xíu là bảo vệ đuổi mình đi nha. Đấy, cho nên mình sẽ đi đường này, mình đem đồ qua bên đây, nó có mấy cái xe nè, mình để đó thì một hồi người ta qua người ta dọn nha. À, đón được ba là vui rồi, bây giờ là có ăn cái gì cũng ngon cả nhà ơi. Con đứng con đón ba ở cái cổng bên đây, cuối cùng ba đi ra cổng bên kia. Dạ. Thì con nói con trong ngoài chỗ người ta lấy đồ ba, ngoài mà không thấy ba. Mình sẽ ghé vào trạm dừng chân Châu Thành nha cả nhà. Mình ghé vào đây mình đổ xăng ha và ăn uống luôn, có bán cà phê để uống nữa, tại mình về rất khuya. Đây, khu vực bên này là bán cơm tấm, hủ tiếu, mì tho đây. Ở đây mình kêu đồ ăn ha. Kem tô hủ tiếu luôn. Một tô hủ tiếu luôn. Mọi người đang ăn hủ tiếu hết hả? Mày bán gì ba? Mày hả? Nước chấm có sa tế luôn hả? Hủ tiếu cho sa tế vào nữa ngon luôn. Nước mắm đang cầm tấm nữa kìa. Rau thì đơn giản, giá với xà lách. Có mấy thằng lạnh lao vô tỉnh. Một cái khăn lạnh mình lau mặt cái tỉnh liền nha cả nhà. Đỡ lắm luôn á, mà bao lâu thì không biết nha. Một khăn dày và to nữa nha.
chị em mặc luôn. Đi từ trưa tới giờ cả nhà, hiện tại bây giờ là 2:15. Đấy. Dạ. Mình còn tô nó chưa làm không anh? Đúng rồi. Dạ. Cô chú hai gọi hai món đó. Quỳnh Thánh thịt nạc hay là cái nào? Quỳnh Thánh có thịt nạc ở đây à? À. Cái nào thịt cẩm? Cẩm. Cẩm à? Còn một đô thịt cẩm. Đây con coi là đô thịt cẩm chưa có hay gì? Con coi là còn đô thịt cẩm. Mì tươi đâu? Cái gì? À, mì tươi. Mì tươi là anh phải kêu liền. Mì tươi nè. Rồi. Có sao có tên chưa chưa? Dạ con kêu sau cùng thì cái tô con có sau cùng. Chưa em kêu rồi đang làm ấy. Nè, tới nè. Con có chanh không con? Dạ có chanh luôn ạ. À. Tô hấp dẫn như cái nhà. Rất là ngon nha. À, cái mùi thì rất là thơm. Rồi mời cả nhà nha. Mình muốn ăn rau thêm thì cho rau thêm vào nha cả nhà. Còn giờ này tối vậy không nổi nha. Làm cho mình sao thì mình ăn vậy ha. Mời cả nhà nha. Cái thịt sắc dày lắm nha. Dày và to, miếng thịt. Sở tiếu ở đây trụng mềm, rất là dễ ăn. Sở tiếu Mỹ Tho, wow. Cắn một cái là nó đứt cả nhà, nhưng mà nó không có dẻo dẻo mà như dai dai nha. Mình thấy nó mềm, dễ ăn, à, có một chút lợm cợm lợm cợm. Do cái xài hủ tiếu đó cả nhà. Có một viên hoành thánh ở đây cả nhà. Mời cả nhà một viên hoành thánh nha. Nhưng ở trong là thịt bằm. Ngoài ra mình còn có một miếng sườn cộng và con tôm nữa.
cho một ít sả tế vào cho nó thơm ấy. Đây, mình trộn lên cái màu nước súp nó khác hẳn rồi cả nhà. Rồi cả nhà nha. Mùi sả tế rất là thơm nha. Mà cũng rất là cay luôn. Mình chỉ mới ăn cái sả hủ tiếu thôi nha, mà nó cay vậy đó. Cái nước dầu á, cái nhọt cực kỳ cay. Miếng tim nha cả nhà, là miếng tim cả nhà nha. Ba ăn được không ba? Được. Tôm này tươi lắm đó nè. Ăn chắc thịt dài, ngọt lắm. Một miếng sườn động luôn, mời cả nhà nha. Cái nước bây giờ là nó đang nóng nóng ấm ấm nha, hấp vào con không cần thổi nữa thì mình hấp tới đâu thì nó ấm bụng nữa đó ha, rất là đã. Ăn xong rồi cả nhà, đoạn đường mình đi về nhà còn khoảng chừng 3 tiếng hồ nữa thì bây giờ mình đi qua cái quầy bên kia mình mua cà phê ha, mình uống một cái rồi mình tiếp tục hành trình nha cả nhà. 5:15 sáng cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video đến giờ phút này. Trong chuyến đi hành trình ngày hôm nay thì nói chung là đi xuyên đêm luôn cả nhà, không có ngủ không gì hết trơn đó, cho nên lúc này là mặt mày bơ phờ hết trơn nha. Thì có gì cả nhà thông cảm bỏ qua nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Smell được bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà ngủ ngon ha.